Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là một cuộc chiến bền bỉ để phát triển trí tuệ, tầm vóc, chất lượng cuộc sống và sức khỏe, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Trong hai ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 12, trẻ em từ 6 cho tới 36 tháng tuổi sẽ được bổ sung vitamin A liều cao tại các trạm y tế xã phường trên cả nước, ghi nhận sau của nhóm phóng viên tại một điểm cho trẻ uống vitamin A tại Bắc Giang. Trạm y tế xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, ngay từ 6 giờ 30 sáng, rất đông các bậc phụ huynh đã xếp hàng đem con tới uống vitamin A. Gia đình chị Hoa có hai bé uống vitamin A trong dịp này. Mỗi lần các cháu uống xong, về chị đều thấy các bé khỏe mạnh hơn. Thêm đó lại được bổ sung vitamin, nên lần nào được thông báo, chị cũng đưa các bé đi uống đầy đủ. Hôm nay thì nhà em có hai bé, một bé thì được hơn 3 tuổi, bé thì được hơn 8 tháng một tí. Uống thì em thấy là uống vitamin thì về thì bé rất là khỏe mạnh và ăn uống thì tốt hơn, giỏi hơn. Thì đây là theo quy định chung thì em thấy tôi thấy như thế là rất hợp lý. Và em được các cô y tế ở trạm y tế thông báo cho y tế của thôn, xong rồi thôn thông báo về tận nhà. Thì trẻ nhỏ cần bổ sung thêm rất nhiều vitamin thì nó tốt cho sức khỏe hơn, mà thấy nó uống đầy đủ các dưỡng chất vào cơ thể nó khỏe mạnh hơn. Trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 lần này, tỉnh Bắc Giang triển khai đồng loạt trên 209 xã phường với 360 điểm uống. Trong vấn đề tổ chức, tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm tới vấn đề phòng chống COVID-19. Tất cả các bà mẹ khi đưa con đến uống phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh và đo nhiệt độ. Tuyên truyền và hướng dẫn cho các địa phương là quán triệt tất cả các bà mẹ đưa con đến tiêm phải đeo khẩu trang đầy đủ, và tại các cái trạm y tế xã cũng chuẩn bị các cái điểm sát khuẩn nhanh, sát khuẩn tay nhanh để cho các mẹ sát khuẩn tay trước khi thực hiện các cái thủ tục để cho trẻ uống vitamin A. Ngoài ra thì chúng tôi gọi hướng dẫn các cái trạm địa phương là gọi đối tượng là theo giờ, ví dụ như các cái thôn, mỗi một thôn thì đi vào một giờ khác nhau để hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại trạm y tế xã khi cho uống bổ sung vitamin A. Theo cái chỉ đạo của Viện Dinh dưỡng Trung ương thì tất cả các địa phương hàng năm phải bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ một năm hai lần cho các đối tượng trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi để giúp cho các cháu có phát triển bình thường, không bị còi cọc, không bị chậm lớn. Bên cạnh việc bổ sung vitamin A cho trẻ, tại đây còn triển khai cho bà mẹ mới sinh trong vòng 1 tháng uống vitamin A tại hộ gia đình, đồng thời tư vấn về kỹ thuật cho con bú sớm. Vitamin A cho bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng thì chúng tôi triển khai thường xuyên, tháng nào cũng uống vào cái ngày mà chúng tôi tiêm phòng định kỳ hàng tháng cho các em bé tiêm mũi lao đầu tiên. Thì là các em bé sinh trong vòng 1 tháng sẽ được tiêm rồi. Các bà mẹ bế con đến đây thì vừa ngoài việc tiêm cho em bé thì sẽ cho mẹ uống vitamin A luôn. Thế còn vai trò thì để cho các bà mẹ thì có uống vitamin A, sẽ cung cấp vitamin A cho em bé trong vòng 6 tháng đầu. Hàng năm, có gần 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi được cải thiện tình trạng thiếu vitamin A nhờ hoạt động bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có nguy cơ cao. Bổ sung uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tại 41 tỉnh mỗi năm 2 lần. Vitamin A có vai trò hết sức quan trọng tới sự phát triển của trẻ. Vì thế, những gia đình nào chưa cho trẻ đi uống vitamin A trong ngày mùng 1 cần đến trạm y tế xã phường để bổ sung cho các cháu trong ngày hôm nay.